Thúy Hằng xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình ABTV 21.12. Thưa quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 19 tháng 5 2022, mời quý vị cùng theo dõi chương trình tin tức Nam Châu. Mở đầu chương trình vẫn là phần tin thế giới về tình hình chiến tranh tại Ukraine. Thưa quý vị, Ukraine tuyên bố cài mìn đoàn tàu thiết giáp Nga. Ukraine cho biết lực lượng đặc biệt của họ đã cài mìn để chặn một đoàn tàu thiết giáp Nga ở Melitopol, tỉnh Zaporizhia, đông nam đất nước. Thiết bị nổ được gài dưới đường ray đã phát nổ dưới gầm toa tàu, khiến đường ray và các phương tiện đường sắt bị hư hỏng. Lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine ngày 18 tháng 5 ra tuyên bố. Giới chức quân sự tỉnh Zaporizhia sáng 18 tháng 5 cũng thông báo quân đội Ukraine ở Melitopol đã hạ các chỉ huy cấp cao Nga. Phía Ukraine đang rải rác truyền đơn ủng hộ nước này tại các địa điểm công cộng tại Melitopol. Nga chưa bình luận về những thông tin này. Ảnh vệ tinh hồi đầu tháng cho thấy lực lượng Nga dường như đang sử dụng một căn cứ không quân của Ukraine ở Melitopol, kiểm soát Melitopol, Mariupol và bờ biển phía nam Ukraine, giúp Nga tạo ra một hành lang trên bộ quan trọng liên kết giữa khu vực do phe ly khai thân Nga quản lý ở miền đông với bán đảo Crimea. Binh sĩ Nga nhận tội trong phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh ở Ukraine. Thưa quý vị, một binh sĩ Nga bị cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraine hôm thứ Tư 18 tháng 5 đã nhận tội giết một thường dân lớn tuổi không có vũ khí. Vadim Shishimarin, một chỉ huy xe tăng 21 tuổi của Nga, đã nhận tội tại tòa án quận Kiev khi xét xử tội ác chiến tranh đầu tiên chống lại lính Nga tham gia cuộc xâm lăng ngày 24 tháng 2 của Moscow. Trong một phiên tòa có tầm quan trọng mang tính biểu tượng lớn đối với Kiev, Shishimarin bị buộc tội giết một thường dân 62 tuổi ở làng Chubakivka, miền đông bắc Ukraine vào ngày 28 tháng 2. Nếu bị kết tội, anh ta phải đối mặt với án tù chung thân. Ukraine đã cáo buộc Nga về hành vi tàn bạo và dã man đối với thường dân trong cuộc xâm lăng và cho biết họ đã xác định được hơn 10.000 tội ác chiến tranh có thể xảy ra. Nga đã phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào thường dân hoặc liên quan đến tội ác chiến tranh và cáo buộc Kiev dàn dựng phiên tòa để bôi nhọ lực lượng Nga. Sau khi Shishimarin được đưa vào tòa án trong tình trạng còng tay, anh ta được thẩm phán hỏi liệu anh ta có chấp nhận cáo buộc chống lại anh ta hay không. Anh ấy xác nhận rằng anh ấy đã làm. Các công tố viên Ukraine cho biết Shishimarin và 4 quân nhân Nga khác đã bắn và đánh cắp một chiếc xe hơi tư nhân để tẩu thoát sau khi xe tăng của họ bị lực lượng Ukraine tấn công. Các binh sĩ Nga lái xe vào làng Chubakivka, nơi họ nhìn thấy một người dân không có vũ khí, đang đi xe đạp và nói chuyện điện thoại. Họ nói rằng Shishimarin đã được lệnh của một quân nhân khác giết người đàn ông cao niên để ngăn ông ta báo cáo về sự hiện diện của quân Nga và bắn nhiều phát đạn vào đầu của người đàn ông cao niên qua cửa sổ đang mở của chiếc xe, và người đàn ông cao niên đã chết tại chỗ. Hoa Kỳ mở lại tòa đại sứ ở Kiev, gửi tín hiệu sát cánh cùng Ukraine. Thưa quý vị, Hoa Kỳ mở lại tòa đại sứ ở thủ đô Kiev, Ukraine hôm thứ Tư 18 tháng 5, 3 tháng sau khi đóng cửa vì lo sợ Nga xâm lăng. Quyết định gửi nhóm nhà ngoại giao trở lại Kiev để mở lại tòa đại sứ Hoa Kỳ được xem là dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ sát cánh cùng Ukraine chống Nga. Nhiều tuần qua, nhà lập pháp Hoa Kỳ của cả hai đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ cũng như Ukraine hy vọng tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Kiev mở lại. Nhưng trước đó, giới chức chính quyền Tổng thống Joe Biden do dự, chủ yếu là vì lo ngại về an ninh, mặc dù nhiều quốc gia khác đã mở lại tòa đại sứ ở Ukraine. Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Antony Blinken ra tuyên bố xác nhận tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Kiev mở lại, sau khi quốc kỳ Hoa Kỳ ở đó được kéo lên lại cùng ngày. Ông Blinken gọi đây là bước quan trọng, được chúng ta hỗ trợ, an ninh, người dân Ukraine bảo vệ được tổ quốc trước cuộc xâm lăng vô lý của Nga. Và do đó, quốc kỳ Hoa Kỳ lại tung bay trên tòa đại sứ, ông Blinken cho hay. Chúng ta tự hào sát cánh và tiếp tục hỗ trợ chính phủ cũng như người dân Ukraine bảo vệ đất nước trước cuộc xâm lăng tàn bạo của Nga. Buổi lễ mở lại tòa đại sứ này hôm thứ Tư bị hoãn lại khoảng 1 giờ do hồi còi báo động phòng không ở Kiev, chứng tỏ mối đe dọa không kích vẫn còn sau hơn một tháng Nga rút quân quanh khu vực này. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ không có mặt ở đây,
Nơi này hiện do nhân viên an ninh ngoại giao cùng vệ binh quốc gia và cảnh sát Ukraine canh gác tòa đại sứ. Phần Lan và Thụy Điển đồng ý cùng mua vũ khí trang bị quân đội. Thưa quý vị, hai quốc gia Phần Lan và Thụy Điển sẽ cùng nhau đặt mua các loại vũ khí cá nhân và vũ khí chống chiến xa, theo tin từ Bộ Quốc phòng Phần Lan hôm thứ Tư 18 tháng 5. Sau khi hai quốc gia Bắc Âu này nộp đơn xin gia nhập Liên minh quân sự NATO. Bản tin hãng thông tấn Reuters cho biết Phần Lan và Thụy Điển sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mua sắm các trang bị quốc phòng. Cụ thể là hai bên có thỏa thuận mua vũ khí chống chiến xa từ công ty quốc phòng Thụy Điển Saab Dynamics, trực thuộc công ty Saab. Ông Antti Kaikkonen, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan, cũng chấp thuận việc chuẩn bị cùng mua các vũ khí cá nhân, gồm cả súng trường tấn công, súng shotgun và súng lục. Cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine đã khiến Phần Lan và Thụy Điển có quyết định xin gia nhập NATO để có sự trợ giúp an ninh, trong trường hợp bị Nga đe dọa quân sự. Bản thông cáo của hai chính phủ cho hay việc cùng nhau mua sắm trang bị quốc phòng sẽ giúp gia tăng lượng vũ khí và quân cụ cần thiết cho cả hai quốc gia. Tiếp theo mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi một số tin tức về Hoa Kỳ. Hoa Kỳ truy tố một người Mỹ, bốn quan chức Trung Cộng về tội gián điệp. Thưa quý vị, một công dân Hoa Kỳ và bốn nhân viên tình báo Trung Cộng bị truy tố về tội do thám các nhà bất đồng chính kiến, các lãnh đạo nhân quyền và các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Trung Quốc cư trú tại Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp Mỹ loan báo ngày 18 tháng 5. Cáo trạng nói ông Quan Suzun, cư ngụ ở Queens, New York, lợi dụng địa vị của mình trong cộng đồng và giới bất đồng chính kiến người Hoa để thu thập thông tin về các nhà hoạt động thay mặt cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Cộng MSS. Bộ Tư pháp Mỹ nói ông Quan, 73 tuổi, bị bắt vào ngày 16 tháng 3. Bốn quan chức MSS tên là Fan He, Jim Ji, Min Lee và Ki Kwin Lu vẫn còn tại đào. Bản cáo trạng được công bố ngày 17 tháng 5 tại một tòa án liên bang ở Brooklyn. Tòa đại sứ Trung Cộng tại Washington không hỏi đáp yêu cầu bình luận. Bản cáo trạng hôm nay vạch trần và bẻ gãy một chiến dịch của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đe dọa sự an toàn và tự do của các công dân Trung Quốc đang cư trú tại Hoa Kỳ chỉ vì niềm tin dân chủ và những lời lẽ ủng hộ dân chủ của họ. Trưởng lý Mỹ tại quận Đông của New York, Brilliant Peace, nói ông Quan đã cung cấp thông tin cho MSS ít nhất từ năm 2011, theo cáo trạng. Cáo trạng nói các quan chức MSS chỉ đạo ông Quan nhắm mục tiêu vào các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ cho Hồng Kông, những người ủng hộ độc lập cho Đài Loan và các nhà hoạt động người Uyghur, người Tây Tạng. Hoa Kỳ mở thêm đợt cung cấp bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 miễn phí. Thưa quý vị, người dân Hoa Kỳ một lần nữa có thể ghi danh nhận bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí từ chính phủ liên bang bằng cách truy cập trang web covidtest.gov. Trong đợt này, dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ sẽ cung cấp 8 bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh miễn phí cho bất kỳ gia đình nào ở Hoa Kỳ cần dùng. Điều này nâng tổng số bộ xét nghiệm được cung cấp miễn phí cho mỗi hộ gia đình tính đến thời điểm hiện tại là 16 bộ. Tòa Bạch Ốc cho biết trang web cung cấp bộ xét nghiệm miễn phí sẽ làm việc chính thức vào thứ Ba. Đợt phát bộ xét nghiệm lần này được đưa ra trước bối cảnh các trường hợp lây nhiễm COVID ở Hoa Kỳ tăng hơn 60% trong 2 tuần qua và số ca nhập viện cũng bắt đầu tăng trở lại. Tòa Bạch Ốc cho biết các chủng phụ Omicron có khả năng lây truyền cao. Điều này khiến số ca bệnh tăng cao ở một số khu vực và các bộ xét nghiệm miễn phí sẽ giúp làm chậm tốc độ lây lan của virus. Chính quyền Hoa Kỳ trước đó bị chỉ trích vì không cung cấp đủ số bộ xét nghiệm cần thiết cho các gia đình. Đáp lại, các viên chức cho biết họ cần xem xét nhu cầu sử dụng của người dân. 4 tháng sau đợt phân phát đầu tiên, Tòa Bạch Ốc cho biết 350 triệu bộ xét nghiệm đã được gửi cho 70 triệu gia đình, tức hơn một nửa số gia đình ở Hoa Kỳ. Chính quyền Tổng thống Biden tuyên bố sẽ đặt hàng thêm 1 tỷ bộ xét nghiệm nhanh COVID để phát miễn phí cho người Mỹ. Tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi một số tin tức về tiểu bang Texas. Cảnh sát công bố nghi can nổ súng ở Dallas. Thưa quý vị, bạn gái của Jeremy Smith, nghi can trong vụ nổ súng ở Corinth Town tại Dallas, làm 3 phụ nữ gốc Á bị thương.
khai với cảnh sát rằng người đàn ông này luôn có ảo tưởng người Mỹ gốc Á đang tìm cách làm hại ông ta, theo bản tin hãng thông tấn AP. Nghi can Smith bị bắt giữ hôm thứ Ba 17 tháng 5 với 3 tội danh tấn công trong trường hợp gia trọng bằng vũ khí có thể gây chết người. Số tiền thế chân tại ngoại của nghi can này được ấn định là 300.000 Mỹ Kim. Ông Eddie Galassi, cảnh sát trưởng Dallas, cho biết hiện nay vẫn còn quá sớm để kết luận rằng động cơ của ông Smith là phân biệt chủng tộc, bị vấn đề tâm thần hay là cả hai. Cảnh sát cho biết vụ nổ súng ở Dallas hôm thứ Tư 11 tháng 3 có thể liên quan đến hai vụ nổ súng trước đó nhằm vào các cơ sở kinh doanh của những người Mỹ gốc Á. Theo lời khai của người bạn gái nghi can, ông Smith bị ảo tưởng về người Mỹ gốc Á kể từ khi xảy ra vụ tai nạn xe hơi cách đây 2 năm với một người đàn ông gốc Á. Ông Smith từng phải đi điều trị chứng hoang tưởng. Theo người bạn gái, mỗi khi thấy có người Mỹ gốc Á là Smith bắt đầu nghĩ rằng có đám đông Á Châu đang tìm cách tấn công ông ta. Người này cũng cho hay Smith từng bị đuổi vì có lời lẽ mắng chửi sếp của mình là người Mỹ gốc Á. Cập nhật cuộc tìm kiếm tù nhân bỏ trốn ở Texas. Thưa quý vị, một kẻ sát nhân bị kết án đã trốn thoát khỏi xe buýt vận chuyển nhà tù ở Texas vào tuần trước vẫn còn bỏ trốn. Bộ Tư pháp Hình sự Texas cho biết Gonzalo Lopez, 46 tuổi, người đang thụ án chung thân, đã được chở đến một cuộc hẹn khám bệnh vào ngày 12 tháng 5 trên xe buýt dành cho những tù nhân. Anh ta tấn công đâm tài xế ở tay và ngực. Vết thương của tài xế không đe dọa đến tính mạng. Lopez cướp xe buýt chở tù nhân, nhưng viên cảnh sát cai ngục đã bắn thủng bánh xe sau. Tù nhân Lopez rời khỏi xe bỏ chạy vào cánh đồng rộng lớn. Cảnh sát cho biết có 16 tù nhân trên xe buýt nhưng không ai khác trốn thoát. Việc tìm kiếm Gonzalo Lopez đang gia tăng khi các quan chức thực thi pháp luật nói rằng họ tin rằng anh ta vẫn đang lẩn trốn ở phía tây quận Leon. Quận Leon có khoảng 16.000 cư dân và cách trụ sở nhà tù của tiểu bang ở Huntsville khoảng 50 dặm về phía bắc. Các nhà chức trách cho biết họ vẫn tin rằng Lopez đang ở đâu đó xa lộ 7 giữa Centerville và Mercure vẫn bị đóng cửa vào thứ Tư. Phần thưởng cho thông tin dẫn đến việc Lopez bị bắt đã tăng lên 50.000 Mỹ Kim. Cảnh sát cho biết vẫn chưa rõ liệu có ai từ bên trong giúp anh ta chạy trốn hay không. Tiếp theo là phần tin Việt Nam. Bộ trưởng Y tế và Chủ tịch Hà Nội bị đề nghị kỷ luật vì dính kit test Việt Á. Thưa quý vị, chiều ngày 18 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế, cùng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch thành phố Hà Nội và Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 do có vi phạm liên quan đến vụ kit test Việt Á. Theo báo Tuổi Trẻ cùng ngày, sai phạm và trách nhiệm của nhiều lãnh đạo trong vụ kit test Việt Á được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết luận tại kỳ họp thứ 15 của Ủy ban này diễn ra hôm 16 và 17 tháng 5. Tại Bộ Y tế, ngoài ông Nguyễn Thanh Long, các ông Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng trang thiết bị và công trình y tế, Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ đảng. Hai ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Y tế và Đặng Đức Anh, Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương bị kỷ luật cảnh cáo. Riêng hai ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Y tế và Nguyễn Mạnh Cường, Chánh thanh tra Bộ Y tế, chỉ bị khiển trách. Với sai phạm của cá nhân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra trách nhiệm của các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Công Tạch, Nguyễn Trường Sơn và một số lãnh đạo, cán bộ khoa học và Bộ Y tế. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Bộ Y tế, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Tin tức Nam Châu ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được bảo trợ bởi tổ hợp luật sư di trú First Consulting Group, luôn mang đến thành công cho mọi người. Thúy Hằng rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo.